hồng trần đẹp tuồng ảo mộng, như xe vua hoành tráng gấm thêu. Kẻ ngu tham đắm chắc chiêu, người khôn tỉnh thức chẳng yêu nhiễm đời. Dù quá khứ buông lung dục lạc, nhưng về sau tỉnh thức chuyển tâm, làm lành tỏa sáng trần gian, như trăng rằm chiếu không còn mây che. Dù ngày trước gây bao tội lỗi, nhưng hôm nay sám hối hồi tâm, làm lành tỏa sáng trần gian, như trăng rằm chiếu không còn mây che. Kẻ mù tối thế gian đầy dẫy, người sáng trong có mấy trên đời. Như chim khôn chẳng vướng mồi, người tu đạo đức an vui cõi trời. Như trời thẳm thiên nga uống liền, có thần thông ẩn hiện không gian. Trí nhân thoát chốn hồng trần, vượt qua ma chướng vững vàng đường tu. Với những kẻ chẳng tôn trọng pháp, dùng lọng ngôn lừa lọc rêu rao, ghét thiện bác bỏ đời sau, lún sâu đường ác ngày nào vượt ra. Kẻ keo kiệt không sanh thiên giới, người dại ngu chẳng đoái tình thương. Người hiền thích sống thiện lương, đời sau hưởng phúc khác thường thế nhân. Chứng sơ quả thánh nhân rạng rỡ, hơn cõi trời thiên chủ uy quyền. Hơn trời trong chốn càn khôn, khó tìm trong cõi bụi hồng người hơn. Chương 14. Phẩm Phật Đà Buddha Vatga. Phật chiến thắng hoàn toàn cõi trược, tham ái trừ tuệ giác sâu ngần, không lưu dấu vết trần gian, đố ai vẽ được bước chân vượt đời. Bậc giải thoát lưới tham ái dục, hết tái sanh tuệ giác sâu ngần, không lưu dấu vết trần gian, đố ai vẽ được bước chân vượt đời. Người có trí thiền hành tinh tấn, tìm niềm vui trong hạnh viễn ly. Đêm ngày tỉnh thức luôn khi, trời người kính trọng sánh vì trăng sao. Thật hạnh phúc làm người nhân đức, quả khó thay sống thật tình thanh. Khó thay nghe pháp thực hành, khó thay gặp Phật chứng thành quả cao. Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dù khó khăn phát triển nhân lành. Luyện tâm rèn ý tịnh thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay. Tu nhẫn nhục khổ hành đáng quý, đạt niết bàn quả vị tối cao. Chúng sinh chẳng hại tơ hào, hành sa môn ấy cao sâu khó bàn. Không phỉ báng không làm thương tổn, làm chủ mình giới bổn vẹn toàn. Điều hòa ăn uống định thiền, sống đời an tịnh không phiền một ai. Dù mưa trải bạc vàng chưa thỏa, lòng dục tham không đáy xưa nay. Trí nhân hiểu rõ điều này, khổ nhiều vui ít không sai bao giờ. Ngộ lẽ ấy người tu học Phật, chẳng đam mê dục lạc người trời. Quyết lòng chuyển hóa thảnh thơi, không còn tham ái rạng ngời nhân gian. Trong nguy khổ tìm người nương tựa, hoặc thần linh rừng trú non cao. Miếu đình cây vật hang sâu, vải vàng hiến tế mong sao an lành. Nương tựa ấy hoàn toàn vô bổ, tìm loanh quanh nhiều chỗ bất an. Khổ đau còn đó chưa tan, chỉ do mê tín chẳng thành tựu chi. Người có phước tìm về tam bảo, Phật pháp tăng quý báu khó hơn. Khó khăn bất hạnh tựa nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nạn. Thấy đau khổ nguyên nhân gây khổ, thấy niết bàn thánh lộ tám ngành, đưa người đến chốn bình an, không còn bất hạnh trần gian muộn phiền.
Nương tựa ấy tạo nên quả phước, nguồn tâm linh thể đạt an vui. Người khôn nương tựa đời đời, vẫy chào đau khổ thảnh thơi cuộc đời. Bậc trí tuệ vun bồi giới đức, tìm khắp nơi hiếm được một người. Chỗ nào có bậc trí tài, sớm làng hạnh phúc cuộc đời bình an. Ôi hạnh phúc Như Lai thị hiện, pháp cao siêu lăn chuyển khắp nơi. Tăng đoàn hòa hợp đạo trời, bốn hàng đệ tử cùng vui tu hành. Biết lễ kính những người đáng kính, Phật thánh hiền đức hạnh thanh cao. Những người chướng ngại sạch lầu, não phiền dứt sạch khổ đau giả từ. Nhờ cung kính chân tu quảng đại, bậc tình an tự tại thấy nghe, không còn sợ hãi sầu mê. Phước lành mỹ mãn đề huệ bên ta. Chương 15 Phẩm An Lạc. Sukhavaka. Phúc thay sống giữa người thù hận, lòng thảnh thơi chẳng giận hờn ai. Lành thay sống giữa chua cay, không hề oán hận nguôi ngoai cõi lòng. Phúc thay sống giữa người đau bệnh, chẳng hề chi khỏe mạnh tấm thân. Lành thay sống giữa nguy nan, bình an vô sự, an toàn trước sau. Phúc thay sống giữa người khát dục, lòng vẫn dưng gạn đục khơi trong. Lành thay sống giữa vô thường, lòng không ham muốn, không vương khổ sầu. Phúc thay sống giữa người chấp hữu, nhìn vô tham, vô ngã, không sầu. Cõi lòng an lạc vô cầu, vui như thiên giới đứng đầu Quan Âm. Người chiến thắng thường gây thù oán, kẻ bại thua uất hận khổ đau. Vui thay hòa hợp trước sau, bỏ qua thắng bại dâng trào niềm vui. Trong các lửa dục tham số một, còn tâm sân vượt trội quân ma. Khổ nào sánh kịp chấp ta, niết bàn tối thượng thật là lạc an. Cơn đói khát chính là bệnh dưỡng, chấp cái ta bệnh khổ nhiều hơn. Vượt qua bị thử ngã nhân, niết bàn chứng đắc các tường an vui. Có sức khỏe còn hơn tặng phẩm, biết đủ là tài sản tối cao. Chân tình là bạn tâm giao, niết bàn số một phúc nào sánh hơn. Người nếm vị thanh cao ẩn dật, vui niết bàn an lạc khó hơn. Nhiễm ô sợ hãi đâu còn, thấm nhuần pháp hỷ tâm không vướng gì. Thật may mắn thánh nhân gặp mặt, được gần bên hạnh phúc nào hơn. Phúc thay chẳng gặp ngu nhân, càng xa khỏi họ càng an lành nhiều. Cùng chung sống với người ngu tối, khổ khác gì sống với kẻ thù. Sống chung người trí vô ưu, như cùng thân quyến chẳng lo sợ gì. Với những bậc tinh thông sáng suốt, người giữ gìn giới đức thánh nhân, quyết lòng gần gũi kết thân, như trăng soi sáng con đường đang đi. Chương 16 Phẩm Hỷ Ái. Pīyāvāgga. Cố đeo đuổi điều nên xa lánh, việc đáng theo lại tránh không làm. Bỏ mục tiêu vướng ái tham, nỡ nào ganh ghét người ham tu hành. Chớ gần gũi người thương quá đỗi, đừng gần người bực bội ghét mình. Thương không gặp khổ muôn phần, tiếp duyên kẻ ghét ngút ngàn khổ đau. Hiểu được thế chớ yêu chớ nhớ, yêu xa nhau đau khổ biệt ly. Vẫy chào yêu ghét sầu bi, cắt dây trói buộc còn gì sướng hơn. Gốc tham ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ tham ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc luyến ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi
lo sợ ngã nhân. Ai trừ luyến ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc hỷ ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ hỷ ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc dục ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ dục ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc khát ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ khát ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Người giới đức tuệ tri đầy đủ, nương pháp lành chứng ngộ lý nhân. Làm xong những việc phải làm, mọi người kính nể mười phân vẹn mười. Niết bàn chứng ly ngôn tông chỉ, quả tam hiền tuệ trí viên thông. Lìa dục lạc tịnh cõi lòng, bậc chân nhân đó ngược dòng thế gian. Như lữ khách biệt tâm xa vắng, nay trở về lành lặn bình an. Bạn bè thân quyến hân hoan, chúc mừng sum họp, xóm làng chia vui. Cũng như thế với người làm thiện, bao đời qua cho đến đời nay, quả lành chào đón hai tay, chúc mừng hạnh phúc khó ai được bằng. Chương 17 Phẩm sân hận. Kodavaka. Tu chuyển hóa không còn giận tức, đã lìa xa danh sắc mạn tham, không còn kiết sử buộc ràng, người vô sản ấy xua tan khổ sầu. Dừng phẫn nộ khi tâm tức giận, như đạp phanh xe thắng lại ngay, xứng danh người lái xe tài, còn những người khác là nài cầm cương. Dùng không hận vượt qua cơn giận, bố thí nhiều chiến thắng sẻn tham. Nhân từ chinh phục ác gian, dùng tâm chân thật thắng ngàn ngụy trang. Dù nghèo khó thực hành ban tặng, chuyển hóa tâm sân hận không còn. Nói lời ái ngữ thật lòng, đây là điều kiện sanh lên cõi trời. Người gieo rắc tình thương bất hại, khắp mọi nơi tự tại thân tâm. Lìa phiền não hướng niết bàn, khổ đau kết thúc bình an giữa đời. Người tỉnh thức ngày đêm tinh tấn, học và tu cố gắng song hành, một lòng hướng đến niết bàn, vượt qua lậu hoặc dễ dàng thành công. Người im lặng bị chê không biết, kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời, có ai không bị chê cười, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Như quy luật điều này kim cổ, chẳng ai từng toàn bị chê thôi, cũng không mãi được khen hoài, khen chê là thói miệng đời bận chi. Người có trí sống không tì vết, giới hạnh và định tuệ tròn đầy, ai thường thẩm sát vị này, công tâm tán thán nể người chân tu. Người giữ giới như vàng óng ánh, một lòng tu đức hạnh cao vời, xứng danh khen ngợi của đời, phạm thiên cũng phải ngỏ lời tán dương. Thân làm chủ thì đừng cáu giận, phòng hộ thân sẽ đặng an lành. Các điều xấu ác chớ làm, những điều đạo đức tinh cần không quên. Làm chủ miệng thì đừng cáu giận, phòng hộ lời sẽ đặng an lành. Không lời thô ác cọc cằn, những lời từ ái tinh cần không quên. Làm chủ ý thì không cáu giận, phòng hộ tâm sẽ đặng an lành. Tâm không tà kiến dữ dằn, tư duy chân chánh tinh cần không quên. Bậc hiền trí điều thân miệng ý, gìn cả ba tỉ mỉ không quên. Thân lành lời đẹp ý chân, hoàn thành điều phục không còn bợn nhơ. Chương 18 Phẩm
cấu uế, mala vaga. Thân thể sẽ tàn như lá úa, thân chết luôn chầu chực kề bên. Ở đời mạng sống vô thường, hành trang chưa đủ, đường trường mệt hơi. Hãy xây dựng cho mình hòn đảo, gấp tinh cần vì đạo tu hành. Dứt phiền não ý tình thanh, lên miền đất thánh tái sanh trời lành. Này thân thể tàn suy sắp hết, gặp Diêm Vương thần chết kề bên. Giữa đường không thể nghỉ chân, hành trang chưa đủ, dặm đàn mệt hơi. Hãy xây dựng cho mình hòn đảo, gấp tinh cần vì đạo tu hành. Dứt phiền não ý tình thanh, không còn già chết tử sanh đèo bồng. Bậc hiền trí tự mình nỗ lực, chuyển uế tâm gạn đục khơi trong. Cũng như thợ giỏi luyện vàng, không còn tạp chất tinh rồng hoàng kim. Chất rỉ sét sanh ra từ sắc, lại ăn mòn thanh sắc dần dần. Ác nhân gieo nghiệp chẳng lành, tạo thành quả ác tự mình vương mang. Không tụng niệm làm nhơ kinh điển, không quét lau làm bẩn cửa nhà. Biến lười nhan sắc mau già, kẻ phóng dật luôn lơ là phòng canh. Thiểu tiết hạnh tan tành phụ nữ, keo kiệt thường thích giữ không cho. Ác tà là một vết nhơ, đời này đời tới lờ mờ khổ đau. Trong tất cả bẩn nhơ vừa kể, vô minh là cấu uế đứng đầu. Người tu siêng học pháp màu, xứng hạng vô nhiễm vượt cầu tử sinh. Không hổ thẹn thói này dễ quá, lỗ mãn như chim quạ cắn lưng. Chê bai ngã mạn ngông cuồng, nhiễm ô liều lĩnh trăm đường trái ngang. Đẹp biết mấy người thường hổ thẹn, sống vô tư khiêm tốn hài hòa. Buộc đàn nhất quyết lìa xa, giữ tâm sáng suốt thật thà tịnh thanh. Có những kẻ sát sanh hại vật, của không cho cướp đoạt về mình. Dối gian nghiện ngập ngoại tình, tự đào mộ huyệt tự chôn cuộc đời. Chính vì thế người khôn nên biết, chế ngự tâm thì ác diệt vong. Tham làm tội lỗi cùng đường, khổ đau lận đận đoạn trường khó ngưng. Do tâm đạo hoặc lòng hoan hỷ, mà có người bố thí cúng dường. Ai người bất mãn ganh hờn, ngày đêm khó được định tâm an lành. Ai bỏ được hờn căm ganh ghét, biết vui theo hạnh phúc của người. Ngày đêm tùy hỷ tươi cười, định tâm đạt được giữa đời trái ngang. Lửa dữ nhất là tham ái nặng, chấp nào hơn thù hận tái tê. Lưỡi nào hơn lưỡi si mê, sông tình bể dục kéo lê bao người. Bươi móc lỗi của người dễ ẹt, như quạt quay thổi trấu ra ngoài. Lỗi mình che giấu đêm ngày, khác gì gian lận chơi bài quen tay. Kẻ nhếch mắt truy tìm lầm lỗi, thường cống cao chỉ trích chê bai. Não phiền theo đó tăng hoài, cõi lòng an tịnh biết ngày nào đây. Hư không vốn không lưu dấu vết, ngoài Phật môn khó kiếm sa môn. Đời ham tranh luận vui mờm, Như Lai an tịnh không còn hơn thua. Hư không vốn không lưu dấu vết, ngoài Phật môn khó kiếm sa môn. Hữu vi biến đổi vô thường, Như Lai an tịnh không còn đồng tâm. Chương 19. Phẩm Pháp Trụ Dhammatavakya. Bậc Pháp Trụ là người chuẩn mực, không sống theo chuyên chế cực đoan. Trí nhân cư xử cân phân, chánh tà đen trắng rõ ràng không sai. Bậc Pháp Trụ là người trí giác, sống công bằng dẫn dắt mọi người. Không còn chuyên chế lộng quyền, sống theo luật pháp cho đời thăng hoa. Bậc hiền trí chẳng do hiểu rộng,
hay nói nhiều những chuyện trên đời, không thù không oán sợ người, an hòa đức độ, rạng ngời chánh chân. Người trì pháp chẳng do lắm miệng, biết noi theo chuẩn mực pháp màu, thực hành chẳng chút lãng sao, không còn phóng túng thẩm sâu đạo vàng. Gọi trưởng lão chẳng vì tóc bạc, hoặc sống lâu tuổi tác đã cao. Những ai đức trí không sâu, già đầu mê muội khác nào lão ngu. Người thông đạt bốn điều chân lý, chủ giác quan tuệ trí chánh chân, không còn lậu hoặc tình thanh. Trưởng lão như vậy xứng danh đạo đời. Đâu phải đẹp hoặc tài hùng biện mà trở thành người thiện chánh chân. Ai không ích kỷ hờn ganh, không còn cao ngạo xứng danh bậc hiền. Bậc hiền thiện là người dứt được tham sân si nguồn gốc khổ đau, tỏ thông trí tuệ lầu lầu, đức tài ngời sáng đạo màu tràn dân. Là tu sĩ đâu do đầu trọc, phải thực hành dứt sạch dục tham, không còn phóng túng dối gian, hạng sa môn ấy chánh chân trọn đời. Ai chuyển hóa ác nhân lớn nhỏ, dứt tham sân sáng tỏ nguồn tâm, không còn ác pháp tình thanh, hạng sa môn ấy xứng danh trên đời. Người tu sĩ phải đâu hành khất, chỉ biết ôm bình bát xin ăn. Người tu chánh pháp hiểu rành, giới hạnh đầy đủ trí nhân sáng ngời. Người tu sĩ vượt qua thiện ác, sống giữ gìn giới đức thanh cao, dùng nguồn trí tuệ cao sâu, xét soi vạn pháp đạo màu tràn dân. Chỉ im lặng mà tâm vô trí, đâu gọi là ẩn sĩ đạo cao. Trí nhân chọn thiện rất mau, cán cân hạnh phúc đi đầu mọi duyên. Bậc ẩn sĩ trong ngoài thấu hiểu đời bây giờ và kiếp tương lai, dứt trừ ác pháp hôm nay, xứng danh Thích Tử Mâu Ni nhiệm mầu. Bậc hiền thánh không gieo nghiệp sát, hại con người động vật sinh linh, tâm từ thương khắp chúng sinh, loài vô tình lẫn hữu tình như nhau. Chẳng vì cớ giữ gìn giới luật hay vin vào học đủ hiểu nhiều, chẳng vì thiền định cao siêu, sống nơi thanh vắng sớm chịu độc cư, mà có thể tự cho chứng đắc, tự mãn lòng được phước viễn ly, trở nên sao lãng hành trì, đến khi lậu hoặc hết thì mới xong. Chương 20 Phẩm Đạo Magavaka. Bát chánh đạo là đường độc lộ, chân lý thì tứ đế cao sâu, lìa tham ái quả nhiệm màu, chứng nên pháp nhãn dẫn đầu hai chân. Bát chánh đạo không đường nào khác, tuệ cao siêu giải thoát tình thanh. Noi theo đường ấy thực hành, não phiền dứt sạch ma quân quy hàng. Theo chánh đạo khổ đau chấm dứt, các chướng duyên kết thúc dễ dàng. Như Lai chỉ rõ con đường, trí tuệ tăng trưởng không còn tái sinh. Hãy thực tập nhiệt tình miên mật, đức Như Lai là bậc chỉ đường, siêng tu thiền định chuyên rộng, vượt qua lưới ái ma vương nhiều đời. Bằng tuệ quán chiếu soi thế giới, các hành kia dính với vô thường, không còn đau khổ sầu vương, thênh thang cất bước con đường an vui. Bằng tuệ quán chiếu soi thế giới, các hành kia dính với khổ đau, không còn bất hạnh muộn sầu, con đường thanh tịnh đạo màu an vui. Bằng tuệ quán chiếu soi tất cả, các hành kia vô ngã xưa nay, không còn đau khổ ngay đây, đạo vàng an lạc phút giây hiện tiền. Khi cần thiết thì không nỗ lực, lúc trẻ trung biến nhát buông lung, cầu an nhu nhược thủ thường, làm sao tìm được con đường cao siêu. Dìn tâm thức thân không làm ác, giữ ngữ ngôn rất mực chánh chân,
hộ phần ba nghiệp thân tâm, chứng nên đạo giác thánh nhân chỉ bày. Tu thiền định tăng nhanh trí tuệ, hiểu con đường hai ngã diệt sanh, tự mình nỗ lực thực hành, trau dồi tuệ giác đạt thành quả cao. Trong rừng núi dục là số một, rừng dục làm sợ hãi sầu vương, đốn rừng ái dục sạch trân, người tu tịch tịnh con đường thanh cao. Dây tình ái gái trai chưa bỏ thì khó mong làm chủ được tâm, rơi vào tình trạng buộc ràng, bò con vú mẹ dậm đàn chẳng buông. Tự vứt bỏ sợi dây ái dục, như dùng tay bẻ đứt sen thu, đạo tịch tình hãy tiến tu, niết bàn an lạc từ từ chứng nên. Mùa đông hạ nơi đây ta ở, rồi mùa mưa cũng trụ chỗ này. Người ngu ỷ lại như vậy, đâu ngờ hiểm chết bủa vây ngóng chờ. Người vướng kẹt chấp mê sở hữu, con cái tôi, tài sản của tôi, tử thần theo bắt kéo lôi, như cơn lũ lớn cuốn trôi cả làng. Khi thần chết kề bên kiếp số, cha mẹ nào bảo hộ được đâu, người thân con cái sầu đau, nghiệp ai nấy chịu làm sao cứu nàng. Vô thường đến không ai giúp được, hiểu được rồi giới luật trang nghiêm, mau tu chuyển hóa tinh chuyên, niết bàn chứng đắc trọn nên đạo vàng. Chương 21 Phẩm Tạp Lục Pakinaka Vaka. Nhờ từ bỏ niềm vui nhỏ nhít mà đạt thành hạnh phúc lớn hơn, thú vui ngũ dục chẳng màng, trí nhân hưởng đạt niết bàn an vui. Gieo đau khổ cho người bị hại, lại cầu mong gặt hái bình an. Những ai thù hận buộc ràng, không sao thoát khỏi trái ngang trong đời. Việc xứng đáng lại không làm tốt, việc chẳng gì lại trút vào thân. Người ngu ngạo mạn buông lung, não phiền lậu hoặc gia tăng đêm ngày. Quản thân thể do duyên bất tịnh, siêng năng làm những việc đáng làm, giữ gìn chánh niệm thân tâm, não phiền lậu hoặc tiêu tan hết liền. Giết mẹ ái, cha già ngã mạng, trừ hai vua tà kiến đoạn thường, dẹp 12 xứ ái tham, vị phạm chí ấy xứng hàng vô ưu. Giết mẹ ái, cha già ngã mạng, trừ hai vua tà kiến đoạn thường, diệt luôn hổ tướng nghi nan, vị phạm chí ấy xứng hàng vô ưu. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, niệm Như Lai mười đức vẹn toàn, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chánh niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, niệm pháp màu năm đức vẹn toàn, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chánh niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, niệm tăng đoàn giới đức vẹn toàn, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chính niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, quán thân này cấu uế do duyên, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chính niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, hành từ bi không giết chúng sinh, công phu làm chủ thân tâm, niềm vui bất hại chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, thực hành thiền chuyển hóa tham sân, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chính niệm chuyên cần thường xuyên. Thật đáng quý xuất gia chân chính, đời tại gia lắm chuyện khổ đau, buồn thay bạn chẳng hiểu nhau, luân hồi chìm đắm muộn sầu chớ theo. Có chính tín vẹn toàn đức hạnh, danh dự tăng thánh sản cũng tăng, nơi nào vị ấy đến thăm, mọi người kính nể xa gần tôn vinh.
Bậc hiền thiện ở xa vẫn sáng, như núi cao tuyết trắng chói ngời. Ác nhân gần chẳng đoái hoài, như tên mất hút đêm dài vô minh. Đường độc lộ đức duyên thanh vắng, không cô đơn buồn chán một mình. Ngồi nằm đi đứng lặng thinh, rừng sâu thoải mái tình thanh cõi lòng. Chương 22 Phẩm Địa Ngục Nirajavaka. Kẻ vọng ngữ nói sai sự thật, có nói không thêu dệt ba hoa. Kẻ ác chối chẳng phải ta, sống làm người xấu chết sa ngục hình. Kẻ khoác áo cà sa giả dạng, sống buông lung giới hạnh chẳng gìn. Ác do nghiệp ác hoành hành, chết sa cõi dữ ngục hình phải vương. Thà nuốt sắc đỏ hừng nóng bức, hơn buông lung giới đức chẳng gìn. Ăn đồ tín thí cúng dân, làm sao tiêu nổi nghiệp nhân nhận về. Bốn tai nạn chờ người dâm đảng, thích ngoại tình sống chẳng thủy chung. Ngủ không ngon giấc tai ương, bị đời chế giễu lầm đường ngục xa. Không chung thủy họa tai chờ đón, sống lo âu thấp thỏm ít vui. Vướng vòng luật pháp tiêu đời, một chồng một vợ rạng ngời phước duyên. Cỏ lau nắm mà sai tư thế, khó bình an khỏi họa xước tay. Sa môn giới hạnh chẳng ngay, đọa sa tù ngục biết ngày nào ra. Sống phóng đãng sáu căn chẳng giữ, giới đức thì ô uế đáng ngờ. Không theo hành thánh bỏ tà, quả cao khó chứng quả là không sai. Điều chân chánh cần làm dứt khoát, làm say mê rút hết khả năng. Xuất gia phóng đãng phá tăng, làm người tổn tín hoang mang bụi mù. Điều xấu ác không nên dính tới, làm xong rồi tù tội khổ đau. Nhân lành nỗ lực trồng sâu, tâm không tiếc nuối chẳng bao giờ phiền. Như thành lũy trong ngoài canh giữ, phòng hộ thân chớ có buông lung. Đời không tu tập trầm luân, đọa xa vì nỗi lầm đường trần duyên. Việc không thẹn thì luôn rây rứt, đúng lương tâm lại bực là sao. Sống theo tà kiến khổ đau, đọa xa cõi xấu ngập đầu trầm luân. Không đáng sợ thì luôn lo lắng, đáng sợ thì chẳng hoãn là sao. Sống theo tà kiến khổ đau, đọa xa cõi xấu ngập đầu trầm luân. Không có lỗi thì luôn buộc tội, có tội mà thoát khỏi là sao. Sống theo tà kiến khổ đau, đọa xa cõi xấu ngập đầu trầm luân. Người có lỗi thì cho có lỗi, không tội thì phải nói là không. Noi theo chánh kiến thông dông, chết sanh thiên giới con đường an vui. Chương 23 Phẩm Voi Nagavaka. Như voi chiến xông pha giữa trận, hứng tên rơi đạn bắn tấn công. Chịu lời phỉ báng không buồn, người tu tập biết xả buông nhẹ nhàng. Voi ngựa quý được đưa dự hội, được vua quan chọn cưỡi trên lưng. Người hiền số một hồng trần, chịu bao phỉ báng của phường ác gian. Như ngựa giống và la thuần chủng, hay voi to ngà trắng đẹp ngần, những ai điều phục bản thân, tràn nghiêm giới hạnh xứng hàng tối cao. Chẳng do cởi ngựa voi quý đắc, mà giúp người chứng đạt niết bàn. Những người chiến thắng bản thân, mục tiêu cứu cánh đắc thành dễ thôi. Voi tài hộ hung hăng khó phục, tiết mồ hôi phát dục mỗi khi. Nhốt giam chẳng uống ăn gì, ngày đêm canh cánh hướng về rừng voi. Người biến nhát thường ham hưởng thụ, ăn uống nhiều nằm ngủ cả ngày. Khác gì như lợn mập thay, kẻ ngu sinh tử khó ngày thoát ra. Bao ngày trước
tâm thường lêu lỏng, theo thú vui dục vọng quay cuồng, hôm nay chế ngự được lòng, như người quản tượng cương thường điều voi. Hãy vui thích với không phóng dật, giữ gìn tâm tỉnh thức lạc an, vượt ngoài kiết sử buộc tràng, như voi nỗ lực thoát vòng lầy xa. Khi gặp được những người hiền trí, nên sống chung thỏa chí đồng hành, vượt qua tất cả hiểm nạn, sống trong chánh niệm an lành niềm vui. Nếu không gặp bạn hiền tuệ đức, đáng sống chung hạnh phúc đồng hành, thà vua bỏ lại nước thành, như voi cất bước quẩn quanh rừng già. Thà đơn độc sống trong hạnh phúc, giới trang nghiêm không bạn kẻ ngu, không còn buồn khổ vô tư, như voi trong chốn rừng sâu một mình. Thật hạnh phúc bạn khi cần thiết, biết đủ là hạnh phúc nào hơn. Vui thay chết để đức nhân, khổ đau chấm dứt trần gian niết bàn. Thật hạnh phúc dưỡng nuôi cha mẹ, phúc nào hơn kính lễ sa môn. Vui thay kính bậc thánh hiền, phúc thay chánh niệm hiện tiền ngay đây. Thật hạnh phúc tuổi già có đức, phúc nào hơn tuệ giác cao siêu. Vui thay chánh tín hiểu nhiều, phúc thay từ bỏ bao nhiêu ác tà. Chương 24. Phẩm tham ái. Tanha và gà. Người dễ dãi sống đời phóng dật, như dây leo ái dục tăng nhanh. Đời này kiếp khác truyền cành, như vườn luyến thoáng tham ăn quả rừng. Người nào sống trong vòng ba cõi, bị lòng tham khát ái buộc tràn, khổ sầu bất hạnh gia tăng, như trời mưa cỏ tràn lan ruộng vườn. Người nào sống trong vòng ba cõi, chuyển hóa xong tham ái buộc tràn, khổ đau sầu não tiêu tan, cũng như giọt nước lá sen lo gì. Này đệ tử, Như Lai chỉ dạy, nhổ cội căn tham ái buộc tràn, phá tan uy lực ma quân, như dòng nước lũ ngập tràn bụi lâu. Như cây đốn gốc còn lại sống, sẽ đâm chồi mọc vững như xưa. Ái tùy miên khó giả tự, khổ đau già chết dây dưa nhiều đời. Ba sáu ái như dòng thác chảy, cuốn người theo khả ái vấn vương. Các nguồn tư tưởng ái thương, cuốn người tà kiến vào đường trầm luân. Dòng ái dục chảy quanh khắp chốn, như dây leo đeo bám thân cây, dùng gươm trí tuệ diệt ngay dây leo tham ái tại đây bây giờ. Bị ám ảnh niềm vui ái dục, mong bình an chẳng được vào đâu. Không còn tham ái đuôi đầu, sanh già kết thúc khổ đau không còn. Người bị vướng niềm vui ái dục, sống vẫy vùng hoảng hốt buộc tràn, cũng như thỏ bị lưới giăng, chúng sanh đau khổ trầm luân lâu dài. Người bị vướng niềm vui tham ái, như thỏ sa lưới bẫy vẫy vùng. Người tu rũ bỏ sầu vương, vượt qua tham ái thoát đường tử sanh. Lìa rừng dục vướng vào rừng ái, thoát được rừng lại chạy theo rừng. Những người như vậy sầu vương, cởi dây trói lại buộc ràng khó buông. Xiềng bằng sắt dây mây cũng đứt, người dính vào tham dục khó buông. Của tiền con cái vợ chồng, như xiềng xích chặt khó lòng thoát ra. Xích tham ái thật bền khó chặt, ghi lún người sắc dục trầm luân. Trí nhân cắt bỏ buộc ràng, giả từ dục lạc không màng thông dông. Người đắm dục tự lao dòng khổ, như nhện giăng bắt bớ con mồi. Trí nhân bỏ ái an vui, không còn đau khổ giữa đời trầm luân. Buồn quá khứ, tương lai, hiện tại, trí cao siêu chẳng ngại thông dong. Đến bờ kia sống ngược dòng, không còn vướng kẹt trong vòng tử sanh. Người bị ý tà sai kích thích,
ái tham tăng, mê tiết dục trần, trói mình trong chốn trầm luân, vẫy vùng khó thoát khỏi vòng khổ đau. Thường tỉnh giác quán thân bất tịnh, dẹp ý tà an định thân tâm, diệt tan ma ái buộc ràng, sống trong tự tại tinh thần lạc an. Đích cứu cánh đạt rồi hết sợ, lìa ái tham ô uế não phiền, nhổ tên sanh tử hiểm nạn, đây là thân chót trầm luân không còn. Lìa ái thủ, đây là thân chót, khéo biện tài từ nghĩa trước sau, giảng rành chánh pháp nhiệm màu, xứng danh bậc trí rộng sâu trên đời. Ta điều phục lầu thông các pháp, không nhiễm ô ái diệt xả buông, lậu hoặc tan trí tỏ tường, không thầy ta ngộ con đường cao siêu. Tặng Phật pháp vượt xa bố thí, lý chánh chân hơn vị ngọt ngon, niềm vui pháp hỷ tuyệt trần, dứt tham ái khổ trầm luân tạ từ. Vật sở hữu hại người vô trí, không tìm về hương vị bờ kia, kẻ ngu đắm của vị si, mình người bị hại khó lìa khổ đau. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tánh tham lam phá hoại tấm thân, cúng dường cho bậc vô tham, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tâm hận sân phá hoại tấm thân, cúng dường cho bậc vô sân, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tâm si mê phá hoại tấm thân, cúng dường cho bậc tuệ quan, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tâm dục tham phá hoại tấm thân, cúng dường cho bậc lìa tham, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Chương 25 Phẩm Tỳ Kheo. Bhikkhu Vacca. Thật hạnh phúc giữ gìn hai mắt, thật lành thay giữ tốt hai tai, giữ gìn lỗ mũi lưỡi này, sống trong điều phục ngay đây an lành. Thật hạnh phúc giữ gìn thân thể, thật lành thay phòng hộ ngữ ngôn, lành thay phòng ý ngoài trong, người tu phòng hộ không còn khổ đau. Người làm chủ tay chân bộ óc, làm chủ lời vui thích định thiền, độc thân biết đủ hạnh nghiêm, xứng danh tu sĩ trọn nên quả lành. Người tu sĩ giữ gìn cửa miệng, không cống cao giảng thiện cho đời, trình bày pháp nghĩa vừa lời, ngữ ngôn dịu ngọt giúp người bình an. Là hành giả mến yêu Phật pháp, tư duy sâu câu pháp vừa nghe, để tâm theo pháp lìa mê, thực hành chánh pháp dẫn về an vui. Điều mình được không chê lớn nhỏ, không hờn ganh với kẻ được hơn, tâm không tùy hỷ sầu vương, vọng tâm trỗi dậy khó mong định thiện. Dù được ít không chê nhỏ ít, hành siêng năng giới đức nghiêm trang, giữ gìn trọn vẹn thân tâm, chư thiên tán thưởng xứng danh tu hành. Tu vô ngã không còn chấp mắc, thân là ta, danh sắc của ta, dứt trừ chấp hết sầu lo, người tu như thế xứng là tỳ kheo. Bậc hành giả từ bi thực tập, tâm tính thành Phật pháp cao sâu, chứng nên tịch tỉnh nhiệm màu, các hành an tịnh trước sau trong ngoài. Bậc hành giả tác thuyền cạn nước, thuyền rỗng không nhẹ lướt thật nhanh, diệt trừ si hận và tham, ắt rằng chứng đắc niết bàn thông dông. Năm độn sử quyết tâm cắt đứt, năm buộc ràng trừ diệt hoàn toàn, bỏ năm phược học năm năng, xứng danh là bậc vượt dòng xưa nay. Làm hành giả hãy tu thiền quán, không buông lung say đắm dục trần, buông lung như ngọn lửa hồng, đốt thiêu gây khổ
khó mong an lành. Thiếu trí tuệ khó mong thiền quán, không định thiền khó đặng trí màu. Ai người định tuệ thâm sâu, niết bàn chứng đắc trước sau rõ ràng. Bậc hành giả ẩn tu nơi vắng, dìm tâm tư yên lặng hiện tiền, quán theo chánh pháp hành thiền, hưởng nguồn hạnh phúc siêu nhiên lạ thường. Người chính niệm thấu nguồn sanh diệt, thọ tưởng hành nhận thức xác thân, hưởng niềm an lạc hân hoan, các hạng bất tử hiểu rành trước sau. Người có trí sống luôn tri túc, gìn giác quan tu tập pháp môn, tinh cần giới hạnh vẹn tròn, thân gần thiện hữu không còn sầu đau. Khi ứng xử chánh chân thân thiện, hạnh đoan trang thể hiện trong ngoài, thấm nhuần hỷ lạc hiện đời, khổ đau kết thúc thảnh thơi niết bàn. Như cây lại bỏ cành tàn úa, mau hồi sinh cho lá thêm xanh. Cũng vậy, tu sĩ chánh chân thực hành tinh tấn, tham sân dứt trừ. Bậc tịch tịnh chuyên tâm tu tập, thân tịnh thanh lời nói an lành, thực hành thiền định chuyên cần, bỏ thế sự hướng niết bàn an vui. Người tu học tự mình dò xét, đánh giá mình nhân cách đục trong, giữ gìn chánh niệm tự phòng, trụ an lạc để tâm không muộn phiền. Người tu Phật tự mình nương tựa, tìm được nguồn ẩn trú bản thân, tự mình điều phục nguồn tâm, như người buôn có ngựa thuần đường xa. Người tu sĩ tâm thường hoan hỷ, đặt niềm tin pháp vị cao siêu, an lành tịch tịnh trọn nên, các hành hữu lậu lặng yên nhẹ nhàng. Bậc hành giả tuổi đời tuy nhỏ, tu pháp môn sáng tỏ nguồn tâm, trí màu soi sáng thế gian, như vầng trăng thoát mây ngàn bủa giăng. Chương 26. Phẩm Bà La Môn Brahmana Vakka. Hãy tinh tấn dứt dòng ái dục, bỏ thú vui vật chất bao đời, các hành đoạn diệt thảnh thơi, Bà La Môn ấy rạng ngời vô vi. Nhờ an trụ pháp tu chỉ quán, mà tiến về bỉ ngạn an vui. Bà La Môn trí sáng ngời, diệt trừ kiết sử thảnh thơi đạo vàng. Người không chấp bờ này bờ nọ, tâm chẳng màng chấp có chấp không, khổ đau dứt trói buộc buông, người tu ấy Bà La Môn tuyệt vời. Tu thiền định ẩn cư không nhiễm, lậu hoặc lìa bổn phận đã xong, hoàn thành mục đích tối tôn, người tu ấy Bà La Môn sáng ngời. Trời trăng sáng ngày đêm tùy lúc, các vua quan sáng rực kiếm cung, tu thiền chói sáng ngoài trong, trí tuệ Phật sáng soi chung đất trời. Người dứt ác xứng hàng phạm chí, hạnh thanh cao xứng vị sa môn, xuất gia hết cấu uế tâm, xứng danh thượng sĩ xuất trần xưa nay. Đừng hãm hại sa môn phạm chí, gặp nghịch duyên xin chớ trả thù. Khổ thay hại bậc chân tu, chớ nên trả đũa oán cừu mà chi. Bậc phạm chí tâm không tham ái, không trả thù sân hại một ai. Khổ đau dứt sạch trong ngoài, niềm vui to lớn nàng tai không còn. Người không tạo nghiệp nhân ác độc, miệng ý thân trau chuốt giữ gìn, hành vi lối sống tịnh thanh, xứng danh phạm chí hiền minh đức từ. Biết đền đáp ân sâu của bậc, hướng dẫn ta hiểu Phật pháp tăng, thành tâm lễ tạ cúng dường, như người phạm chí thờ thần lửa kia. Gọi phạm chí đâu vì bệnh tóc, giai cấp hay chủng tộc bảy đời, chân thành chánh niệm thảnh thơi, Bà La Môn ấy sáng ngời đức tu.
Phạm Chí Ngố chỉ lo bệnh tóc, lợi ích gì áo mặc da dê, tâm còn phiền não u mê, tu toàn hình thức đường về còn xa. Phạm Chí Ngố mặc y vá nhớp, da lộ gân, thân hốc hác gầy, người tu thiền định đêm ngày, Bà La Môn ấy sánh tày núi cao. Phạm Chí thật đâu do huyết thống, giai cấp cao nguồn gốc thọ sanh, ai không phiền não tịnh thanh, Phạm Chí không chấp cõi tâm an lành. Người dứt sạch cả mười trói buộc, không sầu lo được mất thua hơn, bao điều chấp trước xả buông, người tu ấy Bà La Môn tuyệt vời. Bậc Phạm Chí bỏ đai sân hận, cắt cương tham tà kiến tùy miên, vô minh hết trí trọn nên, hướng về giác ngộ thoát miền trầm luân. Lấy đức nhẫn làm quân xông trận, không ác tâm phỉ báng phạt hình, từ bi từ bỏ hận sân, Bà La Môn ấy sáng danh đạo đời. Không tức giận làm tròn bổn phận, giới thanh cao ái hận không còn, giác quan làm chủ luôn luôn, thân này cuối Bà La Môn sáng ngời. Người đã dứt dục tâm hoen ốm, có khác gì nước đổ lá sen, cũng như hạt cải đầu kim, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Phạm Chí học trên đời hiểu rõ, nào khổ đau gốc khổ niết bàn, nương theo chánh đạo tu hành, ái sạch giải thoát rạng danh trên đời. Người có trí thực hành hiểu rõ, nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà, chứng đạo giải thoát sâu xa, Bà La Môn ấy thật là xứng danh. Không thân thiết cả tăng lẫn tục, hạnh độc cư thiểu dục hài lòng, như mây đây đó thông dong, an vui tự tại không còn sầu đau. Ngừng nghiệp sát tổn thương sinh mạng, yếu hơn ta hay mạnh khỏe hơn, không ưa sai bảo tán đồng, đây là Phạm Chí xứng hàng chân tu. Sống thân thiện giữa bao thù nghịch, giữ ôn hòa với địch hung hăng, tình thanh giữa chốn hồng trần, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Người tu tập không còn dính dáng tham sân si kiêu mạn tị hiềm, cũng như hạt cải đầu kim, Bà La Môn ấy trọn nên đạo vàng. Người tu tập nói lời từ ái, chân thật và ích lợi cho đời, không hề làm mất lòng người, Bà La Môn ấy sáng ngời tấm gương. Người tu tập tránh xa trộm cắp, vật không cho không lấy chĩa chôm, cho dù lớn nhỏ quý thường, Bà La Môn ấy tấm gương sáng ngời. Không tham vọng đời này đời tới, không dính gì ba cõi trầm luân, buồn tất cả giải thoát tâm, Bà La Môn ấy rạng danh đạo đời. Người tu tập không vương ái dục, trí tuệ nhiều nghi hoặc không còn, chứng vào cảnh giới niết bàn, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Ai không vướng chuyện đời thiện ác, tu xả ly giải thoát buộc ràng, không sầu thanh tịnh lạc an, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Như trăng sáng thoát mây che khuất, an tịnh lòng hết trượt sáng trong, đam mê hiện hữu dứt xong, Bà La Môn ấy vào dòng thánh nhân. Hết tham ái không nghi không chấp, vượt hiểm nguy sống chết luân hồi, thực hành thiền định đến nơi, Phạm Chí tịch tịnh thảnh thơi vượt dòng. Vì lý tưởng xuất gia học đạo, lìa gia đình dục lạc chẳng màng, dứt trừ hiện hữu ái tham, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Vì lý tưởng xuất gia học đạo, lìa gia đình khác ái chẳng màng, dứt trừ hiện hữu ái tham, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Tu thoát khỏi buộc ràng hai cõi, thế giới người cảnh giới chư thiên, buộc ràng giải thoát không còn,
Bà La Môn ấy vào dòng thánh nhân, không vướng bận những điều ưa ghét. Hết sanh y năm uẩn vượt qua, anh hùng chiến thắng nhiễm ô, Bà La Môn ấy thật là chân tu. Ai hiểu rõ đường đi sống chết, không nhiễm ô sáng suốt vượt lên, học tứ đế ngộ lý chân, Bà La Môn ấy xứng danh tu hành. Với hành giả mà trời thần quỷ, không một ai biết chỗ tái sanh, lậu hoặc hết chứng thánh nhân, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Người không dính vị lai quá khứ, hiện tại thì chẳng sở hữu gì, xả buông chẳng kẹt thứ chi, Bà La Môn ấy sánh vị trăng sao. Như trâu chúa sức thần uy dũng, bậc anh hùng chiến thắng nhiễm tham, trí màu giác ngộ tình thanh, Bà La Môn ấy xứng danh tu hành. Rõ quá khứ vị lai hiện tại, cõi trời người cảnh giới tái sanh, Mầu Ni thắng trí viên thành, tử sanh kết thúc sáng danh đạo đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.